Hello, xin chào bà con, chào tất cả anh em và các bạn nha. Hôm nay em cách đây 5 ngày thì em có làm một cái clip về cái giá heo mà heo hơi. Thì hôm đó thì cái giá heo hơi là em nói nó lên giá. Thì hôm nay nó cũng cũng chia sẻ với bà con luôn là heo nó đang nhóm lên nữa. Đó. Nó đang nhóm lên nữa. Và lái là gọi điện quyết liệt luôn. Đó. Lái lái hôm nay là lái gọi điện quyết liệt luôn. Gọi điện kêu lấy tiền đi, rồi tới lúc mà bán heo đó, giá thị trường bao nhiêu là bao nhiêu. Tức là đặt cọc heo bà con chứ không phải đặt cọc giá nha, đặt cọc heo. Đó. Đặt cọc để nữa bắt heo. Chứ không phải là đặt cọc về giá thì nữa, giá thị trường nhiêu thì nhiêu, còn bây giờ muốn lấy giá hiện tại giờ lấy giá 75 nhẫn lấy luôn. Đó, nhẫn để luôn. Đó, muốn chốt giá thì chốt giá 75. Wow. Nghe cũng cũng mừng. Cũng mừng trong bụng với bà con. Giá 75 cũng ok lắm à. Là lấy tiền cọc bây giờ. Tới chừng nào sức thì điện cho người ta. Người ta lại người ta bắt là giá 75. Còn không thì lấy tiền trước. À, tới đó thì muốn xài nhiêu đó thì lấy đi, rồi tới đó bán heo cho người ta giá cả thị trường nhiêu thì bắt nhiêu. Ồ, vậy là tình hình sao bà con? Tình hình này cũng hơi căng này nha. Vậy là không biết là heo Tết này nó lên được 80 không? Có nhiều anh chị nói là cỡ 90 á. Cỡ 90 á. Cũng mong là vậy. Cũng mong là cỡ 90. À, nghe mà điện mà nghe 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 điện mà mình không biết tính làm sao luôn á, thiệt á. Thôi bây giờ để nuôi, tới đó giá nhiêu thì nhiêu, à, không lấy tiền ai hết. Nhưng mà như vậy là em biết là giá nó heo nó lên dữ lắm luôn rồi đó, nó đang hút heo đó, không có heo đó. Ừ. Thì em muốn chia sẻ với bà con đó là lái là vòng vòng địa phương này nè, chứ không có lái ở đâu xa hết. À, thì có ông anh ông bắt cho lái ở Kiên Giang, cho xe ở Kiên Giang. À, thì nhưng mà trước giờ em chưa bán cho cái xe đó bao giờ hết trơn. Bán về dùng ở ngang Dừa nè, ở huyện Hồng Dân nè, Vĩnh Thuận nè, quận Sử nè. À, là bán cho những cái vùng đó. Còn chưa có bán về Gạch Sỏi lần nào hết trơn. Chưa bán về Kiên Giang lần nào hết trơn. Thì Vĩnh Thuận là cũng là của Kiên Giang, còn huyện Sử là của Cà Mau rồi. À. Còn Hồng Dân là của tỉnh Bạc Liêu. Thì Hồng Dân thì gần bên em nè. À, bán cho Hồng Dân là nhiều. À. Giá lên nhưng mà thức ăn nó cũng lên luôn. Ăn lên là 9.000 bao. Giờ là loại em lấy là 299.000. Ghê chưa? Còn 300.000 bao rồi. Công nợ nha bà con. Đây mua công nợ không mà chứ không mua tiền mặt. Em cũng gán mong là sao mà cho nó tới Tết nữa. Gần Tết á, sức bày heo này giá lên cỡ 80 thôi cũng được nè. À, 90, 90 thì tốt. 90 quá tốt. Ai mà chăn nuôi mà không muốn giá cao đâu. Ai cũng muốn hết trơn á. À, giá vậy là người ta điện lái điện cho mình là mình mừng rồi bà con. Là mừng rồi. À. Thì bài này em gán thúc tới Tết là em sức mấy con bự đó, mấy con đẹp đẹp này để lại nè, đẹp để lại.
Hồi này thì chắc cũng bán không kịp quá. Hồi này thì nhỏ hơn. Hồi này thì nhỏ quá. Ngày chắc qua Tết, không Tết chắc không kịp đâu bà con ơi. Giá cả của chỗ mỗi chỗ thì mỗi khác nha bà con, chứ không có chỗ nào nó giống chỗ nào đâu. Mình tham khảo cái giá cả chỉ chủ yếu là đã tham khảo để nó tượng trưng thôi, để mình kèo này bớt một thêm hai đó mà, chứ mình không có là cái vụ là mình so kè với chỗ này với chỗ khác được. Mỗi vùng miền là nó khác nhau, chứ ở miền này nó khác miền kia nó khác đó, rồi thậm chí chung một cái huyện mà xã này nó khác xã kia nó khác, chứ đâu phải mà nó giống nhau hết đâu bà con. Nhưng mà mình biết cái mức độ là nó tăng thì để mà mình kèo này với người ta thôi đó. Thêm bớt vậy thôi chứ mình đâu có nhất định là kêu người ta bắt cái giá đó là người ta bắt theo cái giá đó được. Quan trọng là để mình tham khảo để mình kèo này đó. Đó là cái chia sẻ của em vậy đó. Nhưng mà mình biết cái giá thì mình kèo này nó dễ hơn so với mình không biết cái giá mặt bằng chung là như thế nào đó. Thì bởi vậy mà anh chị em nào á, ở cái địa phương của mình á, dùng miền nào cũng được, biết cái giá thì cứ bình luận lên để cho anh chị em trong cái kênh này người ta biết. Người ta biết cái giá ở địa phương của anh chị cũng giống như là cái địa phương của em là như thế nào. Hả? Con này nó ủi nó cắn người ta bầm dập hết trơn luôn. 11 giờ rồi cũng phải bóc bóng đèn cho nó luôn. Bóc bóng đèn kia thì mình tốn tiền quá, bóc bóng đèn led này thì cho nó đỡ đỡ, nó cũng có ánh sáng. Để không ai là cái chạy cái chuồng heo mà mình căng đồ ra đồ ở ngoài đấy, tránh gió đó, lùa vô đó. Cái chuồng heo của mình nó tối hù rồi bà con. Bắt đèn lên mới được, nó sáng. Con heo nó cũng thấy ấm áp nữa. Có nhiều bà con hỏi sao mà không xài bóng đèn gì ta, bóng đèn cao áp hả? Bóng đèn bự, cái loại mà của Trung Quốc đó bà con, bóng đèn úm á. Sao hỏi em sao không xài thì cái kia nó nặng điện hơn cái này, cái kia nặng điện hơn, bóng đèn hồng ngoại đúng rồi, cái kia nó nặng điện hơn cái này. Em có mua trên nhà nữa kìa, nhưng mà tại vì xài hết cái đợt này đi, tại vì lúc hổm em mua bóng này nhiều lắm, nhưng mà bóng này bây giờ ở dưới em mua cũng không có, nó sản xuất hết luôn, lỡ nghỉ luôn, nó không sản xuất nữa. Bây giờ mua không có, hổm mua trước mới có đó, bây giờ mua không có. Không có là anh em cũng có mua bóng đèn kia rồi kìa, đèn hồng ngoại rồi đó, hồng ngoại để như vậy sao sử dụng mà nó nặng điện lắm. Nặng điện hơn này nhiều. Này cũng đủ ấm heo rồi. Heo mà lạnh đấy, không lạnh là anh biết liền à. Nó lạnh là nó dồn cục lại. Còn mà nó không lạnh là nó nằm gãy gác ra vậy đó. Mình đủ ấm là được rồi. Rồi vậy thôi em kết thúc video này ở đây nha bà con. Hôm nay cũng có tinh thần hưng phấn. Yêu cầu bữa nào mà lái rồi điện là hưng phấn à. À, tới cái bữa mà mình bán heo là mình vui à, bán rồi cái buồn. Vậy đó, bán mà có tiền là vui à. Rồi vậy thôi em kết thúc video này ở đây nha, chúc bà con gặp nhiều may mắn và có nhiều sức khỏe nha bà con. Chào, hẹn gặp lại bà con ở những video sau nha, bye bye.